Chào mừng các bạn đến với kênh Nước Gaming. Hôm nay mình chơi cái cảnh là lễ hội Noel các bạn. Trong lễ hội Noel này thì có sự tham gia của cây rồng, cây đậu lửa, cây cỏ điện và một số loại cây khác các bạn. Nó có trong cảnh này thì zombie vào rất là đông. Con zombie nó vào mặc đồ rất là ngầu. Những cái con zombie đánh đàn thì ăn xong là chỉ ngồi đánh đàn nhịp chân thôi các bạn. Rất là sung sướng. Mấy cái con zombie khác thì mặc áo len, đi lông nhông. Nhìn cũng rất là ngầu các bạn. Đi vào và gặp cây rồng băng thì nó thổi lạnh tơi cứng các bạn, lạnh tơi cứng người. Đi đâu có nổi nữa đâu. Zombie khổng lồ. Con zombie khổng lồ này nó rất là to và nó đi vào thì bị cái cây rồng băng này nó thổi lạnh tê cứng rồi. Zombie, những con zombie đánh đàn này thật là sung sướng. Chỉ là vừa đi vừa ngồi vừa nhịp chân vừa đánh đàn thôi, mà cây đàn thì tự di chuyển thật là kinh khủng các bạn. Vì quá đông. Hình như là cảnh càng cao nó càng khó các bạn. Các bạn xem kênh của mình nếu thấy hay hãy cho mình một like, một đăng ký và một chia sẻ nha các bạn. Các bạn nhớ nhấn chuông để được cập nhật những video mới khi mà mình xuất bản lên YouTube nha các bạn. Trong cảnh này thì có một số cây nó bị đóng băng rồi các bạn. Trong cảnh này thì mình trồng hoa hướng dương, cây bạc hà. Cây bạc hà này nhìn rất là ngầu các bạn. Nó có cái đuôi, có cái lá có lửa các bạn. Và nó đứng gần những cái cây, những cái cây này nó đóng băng thì nó sẽ giải cứu những cái cây đóng băng đó. Nhìn rất là ngầu. Các bạn xem kênh của mình nếu thấy hay hãy cho mình một like, một đăng ký và một chia sẻ. Còn các bạn nào mà có bình luận nào hay hoặc là muốn mình làm video nào thì hãy comment bên dưới để cho mình làm những video mới hay hơn và hấp dẫn hơn nha các bạn. Nhớ là zombie nhìn rất là ngầu. Zombie đẩy băng các bạn. Nếu như mà cái cây của mình nó tiêu diệt không được cái con zombie đó thì sẽ bị cái con zombie băng nó đẩy những tảng băng này vào thì nó làm cho những cái cây của chúng ta bị hư các bạn. Có zombie mặc cái đồ gì nhìn lạ. Zombie này cũng khá là cứng các bạn. Zombie đẩy băng đã đi vào và đẩy những tảng băng giải cứu những con zombie các bạn, những con zombie đóng băng. Cây bạc hà này nó đang ở level 1,
mà đánh thì mình thấy cũng ổn rồi. Những cái con zombie này nó còn yếu chứ không mạnh. Zombie giảm đông quá, mình phải trồng thêm cây lửa và cây cỏ điện để trợ giúp cây bạc hà chứ không một mình cây bạc hà là không đánh được, không thắng nổi một cảnh này chứ. Rồi các bạn xem kênh của mình, nếu thấy hay hãy cho mình một like, một đăng ký và một chia sẻ. Các bạn nhớ nhấn chuông để cập nhật video mới nhé.